Chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Hùng muốn tất cả các anh chị chúng ta tập trung thật là kỹ ở cái video này. Trong quá trình mà làm cái mảng tài chính cho đến bây giờ thì Hùng nghĩ là cái vấn đề kết quả nó là cái mà chúng ta cần nhìn nhận nhiều nhất. Bản thân Hùng có được sự tin tưởng của anh chị tất cả mọi người như ngày hôm nay thì có lẽ là nó đi từ thực tế, thực chiến. Hùng cũng để ý rằng ở trên các trang Facebook, các cái trang YouTube hoặc là các cái trang mới như bây giờ giống như là trang TikTok, có rất là nhiều người cũng làm cái chủ đề như Hùng và làm rất là lâu rồi. Tuy nhiên họ không được đánh giá cao và họ cũng không giải quyết được những cái vấn đề mà các anh chị đặt ra, và gần như là họ không những không giải quyết được và họ cũng không có công cụ để giải quyết luôn. Ngược lại thì mặc dù là cũng mới làm được cái mảng tài chính này trong khoảng thời gian 2 năm nay, nhưng với những cái kinh nghiệm, với những cái ngày tháng làm mà lăn lộn ở thị trường tài chính, từ việc làm ở ngân hàng thương mại cổ phần cho đến làm ở các công ty tài chính, rồi làm ở các cái đơn vị mà quản lý về tài chính, quản lý về vốn, vân vân. Và bản thân Hùng cũng đã từng mở công ty về tài chính, mở những cái đơn vị cho vay, vân vân và vân vân. Đúc kết từ những cái kinh nghiệm đó và Hùng có được cái kênh như ngày hôm nay. Vậy thì ngày hôm nay tại sao Hùng lại nói với anh chị là chúng ta nên tập trung toàn bộ ở cái video này? Bởi vì tôi tin đây là cái video vào thời điểm nó đúng nhất và quan trọng nhất cho anh chị, đó là vấn đề nợ xấu. Thì ngày hôm kia tôi cũng đã ra một cái video về vấn đề nợ xấu và làm sao để cho vay nợ xấu, và đến thời điểm bây giờ thì có rất là nhiều anh chị em cũng đã tìm đến tôi và tôi đã trả lời cũng như là đã hướng dẫn, đã xử lý thế này, và hiện tại có những anh chị em đã biết phải làm gì rồi. Và ngày hôm nay thì tôi cũng đã nhận được một cái tin nhắn của một cái bạn tên Công, là bạn Văn Công. Thì bạn này, tại sao tôi lại làm clip về bạn này, bởi vì là thực ra là tôi thấy cái vấn đề của bạn này chính là cái vấn đề chung của mọi người, bị nợ xấu, đã trả tiền rồi và cho đến thời điểm bây giờ đi vay tiền nhưng không được. Vậy thì câu chuyện ở đây là các anh chị đã bị nợ xấu rồi thì các anh chị đi vay tiền, các anh chị phải biết cách làm hồ sơ khác hơn so với người khác, làm hồ sơ nó khác hơn. Đó là cái lý do ngày hôm nay tôi sẽ có clip này. Bởi trước khi đi vào cái nội dung chính thì tôi sẽ đi vào cái câu chuyện mà tôi đã trao đổi với bạn này. Hay là tôi đã trao đổi với bạn này. Thế thì xin lỗi các anh chị, tôi có một cái cuộc điện thoại, tôi xin ngắt lời một chút xíu. Alo ạ. Alo. Alo ạ. Dạ anh Hùng ạ. À vâng. Dạ em có một cái thắc mắc em muốn hỏi anh. À vâng, anh liên quan đến vấn đề gì ạ? Em cũng tài chính nha anh ạ. À, tài chính hả? Vâng. Bây giờ em có đăng ký một cái hồ sơ mà bên cái loại xe FE anh. Dạ vâng. Rồi bây giờ là như cái khoản vay em là 30 triệu. Rồi em đăng ký hồ sơ mà người ta báo là bên 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 giải ngân là bên thẻ điện tử anh. Rồi bây giờ rốt cuộc là bây giờ anh đã được giải ngân chưa? Dạ, em chưa được giải ngân mà bây giờ cũng bắt em nộp tiền vào đấy thôi em cũng bây giờ em rồi bây giờ người ta Ừ, gọi thôi thế người ta này đi. bảo là Cái trường hợp của anh bây giờ là tôi xác định là anh đã bị lừa đảo rồi nhé. Thế thế này dạ này. vâng ạ. Bây giờ thì tôi đang bận một chút, đang bận một chút. Có lẽ là khoảng 2 giờ anh gọi lại cho tôi nhé. 2 giờ. Dạ vâng ạ. Dạ Rồi, dạ. ok anh nhé. Cái vấn đề này thì nó hơi dài, tôi sẽ phải trao đổi hơi dài nên là tôi xin phép anh đấy là đợi đến khoảng 2 giờ tôi làm cái video này. Thì hiện tại video này tôi làm lúc 1 giờ 38 phút. Rồi quay trở lại vấn đề, thì tôi sẽ chia sẻ và trao đổi với các anh chị về một cái nội dung trao đổi của tôi với các anh Văn Công này. Thì các anh chị nhìn lên hết trên màn hình, các anh chị sẽ thấy này. Đây, bạn này thì bạn này nó có nói là anh Hùng ơi, bạn này mới nhắn cho tôi 12 giờ 2 phút ngày hôm nay. Anh Hùng ơi, tối qua có coi anh có ra video hỗ trợ vay nợ 6 bạn. Em có vay bên Mira Asset và đã tất toán 2 năm rồi. Nhưng trong quá trình vay em có trả chậm mấy tháng và bây giờ em đã tất toán. Thế thì mình bận lắm, mình không có thời gian, thực sự là 12 giờ trưa nhắn tin thì mình cũng hơi khó chịu. Thì mình có bảo là số ở trên kênh cần thì cứ gọi đúng không ạ? Đây, số trên kênh thì cứ gọi trực tiếp. Đấy. Thế bạn này bạn có nhắn là em có nhắn tin nhưng thu phí 300k nhưng em chưa có đủ tiền ạ. Đấy, thế thì tôi nhìn thấy cái cậu này thì cậu ấy đang rất là khó khăn như thế, thì tôi
tôi dành thời gian tôi trả lời luôn. Thì bạn này bạn nói là em muốn hỏi anh là bây giờ em muốn em tất toán 2 năm rồi bây giờ có được nữa không? Thì cái câu trả lời này thì nó cũng đơn giản, thì tôi có trả lời này. Tôi có trả lời bạn này là quan trọng là có bị nợ xấu không? Nếu bị thì có điều chỉnh sau khi tất toán chưa? Cái này phải kiểm tra CIC, CB ấy, chi tiết mới biết được em nhé. Mà nó bị gộp vào điểm tín dụng. Đấy, thế thì ở đây câu chuyện có bốn dòng thôi, thì tôi muốn trao đổi với anh chị là thứ nhất, các anh chị bị nợ xấu và các anh chị đi trả tiền rồi, thì các anh chị đã được điều chỉnh lại cái điểm tín dụng chưa? Thì ở trong cái video ngày hôm kia thì tôi sẽ để lại cái ở phần phần mô tả thì trao đổi với các bạn là tôi đã nói với các anh chị rồi và hướng dẫn ở trong đấy rồi, nhưng bạn này bạn vẫn hỏi, nghĩa là bạn này coi chưa hiểu và chưa nắm rõ nội dung hoặc chưa coi hết. Còn các bạn coi coi ở cái video đó rồi thì chắc chắn các bạn nhé, các anh chị cho tôi đi mở cái cửa vì nó hơi vang ha. Xin lỗi anh chị là tôi ở trong cái phòng kín ấy, là nó hơi vang vì tôi cần một cái không gian làm việc ấy, nó phải kín thì tôi mới không bị làm phiền anh chị, tôi cần tập trung cao độ ha. Thì đấy, thì nếu mà anh chị coi cái video kia thì chắc chắn là anh chị đã biết được cách xử lý và cách để làm sao điều chỉnh rồi đúng không ạ? Rồi, thế thì bạn ấy mới nói tiếp cho tôi này là tất toán được 2 năm rồi mà cũng có giấy tờ tất toán rồi ạ, mà cũng có giấy tờ tất toán, cái tờ giấy đấy nó không có liên quan gì đến cái việc điều chỉnh lại cái điểm tín dụng đúng không ạ? Rồi tôi mới gửi cho bạn này một cái bảng thế này, một cái bảng thế này đấy, một cái bảng này, thì đây chính là cái điểm tín dụng của một cái anh bạn, một cái người khách mà bên tôi kiểm tra và xử lý. Thì ở đây các anh chị thấy là cái điểm tín dụng đây này là điểm tín dụng và hạng hạng nhé các anh chị nhé, xếp ở hạng 3, hạng 3 chứ không phải là nợ xấu nhóm 3 nhé, đây không phải là nhóm 3 mà là hạng 3. Cái ngày chấm điểm là ngày 20 tháng 12 2021 thì mới cuối tháng rồi đúng không ạ? Thì đây hạng thang điểm này các anh chị thấy không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có từ hạng 1 cho đến hạng 10, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị để các anh chị xem luôn ha. Thì trong cái việc mà kiểm tra CIC thì các anh chị vẫn có thể tự kiểm tra được nhưng nó không chính xác đâu. Nào đây. Thì đây có hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4, 5 6 7 8 9 10, 10 hạng. Thì các anh này là ở hạng 3. Nhóm này đang là nhóm tốt. Vậy thì đi vay tiền rất là bình thường đúng không ạ? Vậy thì tại sao anh này ở nhóm 3? Ở nhóm 3 tại sao anh này ở nhóm 3? Tại sao anh này ở nhóm 3 mà không phải nhóm 1, nhóm 2? Thứ nhất là cái anh này anh có một cái quan hệ điểm tín dụng. Đây. Quan hệ điểm tín dụng. Thì tôi có một cái bảng sau này nữa. Đâu rồi? Đây. Đây anh này có dư nợ đây là 1 triệu, à 1 triệu, các anh chị thấy không ạ? Chỉ có 1 triệu thôi nhưng mà anh này không đi trả, anh này mới dính vào ở cái hạng 3 đấy. Thì tôi vừa rồi đã bảo anh này đi trả 1 triệu và bây giờ đã xong và điều chỉnh lại rồi, à, đã điều chỉnh lại đấy. Đây cái gì ở trên này tôi có nói này đó rồi, thì tôi sẽ cho các anh chị đọc đọc hết đấy, các bạn này có nhắn tin cái chứng minh cho tôi, gửi cho tôi kiểm tra. Thì tôi có nói này, cái này kiểm tra thì phí 200.000, anh phải gửi lên trung tâm. Ví dụ tôi nói với các anh chị là kiểm tra này, thứ nhất là các anh chị mà quen ai ở trong làm ở trong ngân hàng ấy thì các anh chị nhờ, thì lâu lâu mới nhờ được một người thôi, vì một bạn nhân viên đến 1 tháng được kiểm tra vài người thôi đấy. Thế thì tôi mà kiểm tra thì tôi mới nhờ, mà tôi nói thẳng luôn nhờ người ta thì phải trả tiền. Cái chuyện này là các anh chị trả đấy, các bạn ấy gửi cái gì cho tôi không có rõ này. Đây tôi mới nói này, bạn này không vào tin tôi mới bảo là vui lòng đọc tin, à, đọc tin chứ anh bận lắm không có thời gian nhắn lại dòng, muốn kiểm tra thì gửi tiền với anh kiểm tra, à, còn không thì em chủ động liên hệ chỗ khác. Đây bạn này nói là chính em muốn vay luôn ạ, à, nhưng em bị lừa 3 triệu che nợ xấu, giờ hết sạch tiền không còn tiền để về quê. Tôi nói với các bạn, các anh chị nghe này, thứ nhất cái việc mà xóa nợ xấu che nợ xấu là không bao giờ xảy ra, không có nhá, không có, không bao giờ có, nên các anh chị đừng có tin tưởng mất tiền oan không, tôi đã khẳng định với anh chị rồi. Thế nào,
Đấy, bạn này bạn nói là không có tiền gửi anh nữa, em muốn hỏi anh bây giờ có thể vay được nữa không? Nếu như vậy thì em sẽ gửi tiền cà phê. Các bạn này bảo là nếu vay được sẽ gửi tiền cà phê. Tôi rất là ghét những kiểu nói chuyện là nếu thì vì làm, nên tôi nói này, được hay không đâu phải anh quyết định, muốn biết thì phải kiểm tra em ạ, sau đó mới mới bùa hồ sơ để vay, bùa hồ sơ. Còn cà phê hay không thì anh đâu quan tâm, vì được thì em mới gửi mà. Nếu chúng, tôi mới nói là nếu trúng số anh sẽ cho em 30 tỷ. Bạn này bạn bảo nếu vay được thì sẽ cho tôi tiền cà phê, thì tôi bảo là nếu trúng số tôi cho 30 tỷ. Nếu anh có 100 tỷ anh cho em 50 tỷ, nên các bạn đừng nếu gì với tôi cả. Đừng bao giờ nếu là anh Hùng ơi, nếu như mà em được anh giải quyết em sẽ cho anh 1 triệu. Đừng bao giờ nếu. Tôi sẽ ngược lại, nếu như anh có 1 tỷ anh sẽ cho em 500 triệu. Đừng bao giờ nếu. Nếu cho, muốn cho thì cứ cho đi. Cho đi rồi các bạn sẽ thấy tự nhiên lọc lá nó về thôi. Đấy, tôi bảo đừng nếu thì vì làm. Vâng ạ, em giờ nhịn đói ở phòng không có tiền ăn nên 200 khó khăn lắm. Tôi mới bảo đời méo khá được đâu. Cuộc đời là do mình chọn, ngu thì chết chứ không bệnh tật gì. Có tiền mà cúng cho người ta thì chịu. Tôi xin phép này, tôi bận này. Tôi đang bận chút, cái gì gọi lại sau đi nhé. Đấy, tôi gửi cho video cách xóa nợ xấu đấy. Bạn này bạn đang ở Bắc Ninh dịch không về được, coi bị lừa nữa, còn bị lừa nữa anh. Tôi bảo các anh chị dại dột quá, tôi bảo là đừng có tin ai cả. Cái dịch vụ xóa nợ xấu mà xóa được thì tôi mới là người đầu tiên xóa, thì tôi mới chửi bạn này. Tôi bảo ngu thì chết tôi chứ vai ai hại em đâu. Nên xem thêm đi, từ năm ngoái anh cũng nói nhiều về vấn đề này. Nếu mà xóa được nợ xấu thì anh là người duy nhất ở Việt Nam xóa được, nói thẳng với các anh chị thế. Và mình vâng ạ, à, em tất toán được 2 năm rồi mà bên Mira Asset để vừa nói đi lại hàng những vấn đề đấy. Giờ này vay tiền công ty tài chính không được nữa đâu em. Bây giờ thời điểm cuối năm vay rất là khó, không kịp giải ngân các anh chị đúng không ạ? Đây. Đây tôi mới cho các anh coi, cho các bạn này coi cái hình mà kiểm tra nợ xấu. Tôi gửi đi kiểm tra nợ xấu tôi nói thẳng luôn 300.000 một lần này. 300.000. 300.000 tôi nói luôn này, tôi nhắn cho bạn này này. Kiểm tra một lần là 300 ngàn, anh chỉ lấy của mọi người 200 ngàn vì bên anh có quỹ. Mỗi lần anh xử lý xong một vụ án, anh đều trích 10% vào quỹ hỗ trợ. Nghĩa là tôi làm cái vụ gì tôi đều bỏ 10% vào một chỗ. Cái quỹ đấy gọi là quỹ công đoàn nhà tôi đấy. Nên là tôi mới trích ra. Chứ bây giờ anh kiểm tra 300 anh chị đâu có tiền. Tôi mới phụ vào 100 ngàn. Là tôi nói cậu này hiểu, các chị hiểu. Tôi mới đã bảo này, mọi người thì nghĩ anh thu tiền à, thì nghĩ anh thu tiền, còn anh thì cứ làm bằng cái tâm thôi. Anh thấy anh càng làm bằng cái tâm bao nhiêu thì anh lại làm các vụ án càng dễ bấy nhiêu. Đấy rồi, đây bạn này vẫn hỏi thế này, bạn hỏi lại hỏi là vâng ạ, cho em hỏi trước, em chưa tất toán Mira thì em định nhóm năm sau em tất toán luôn rồi mới được, có 2 năm thì có vay được không? Tôi mới bảo không đọc hả em này, nghĩa là bây giờ phải kiểm tra thế nào đấy, phải kiểm tra thì mới ra được vấn đề, còn không kiểm tra thì chịu. Nó giống như câu chuyện như này, giống như câu chuyện là các anh chị đi bệnh viện, các anh chị muốn nhờ với ông bác sĩ để kê đơn thì các anh chị bắt buộc phải đi chụp X quang, đi xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, tiểu đi khám tổng quát, hoặc là đi 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 làm cái gì, đi xét nghiệm gì đấy. Thì khi mà có được cái bản xét nghiệm rồi, ông bác sĩ ông mới cầm này và ông mới đọc, và dựa trên đấy ông ấy mới kê thuốc, kê thang thuốc. Thì tôi cũng vậy, dựa trên cái điểm cái bảng CSC của anh chị, tôi sẽ dựa trên đấy và tôi sẽ giúp cho các anh chị bù hồ sơ. Và bây giờ thì đến cái giai đoạn tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị vay tiền mà khi các anh chị bị nợ xấu như thế này. Đặc điểm như tôi nói hồi nãy là khi các anh chị vay tiền ở thời điểm này, các anh chị sẽ khác người khác, là các anh chị phải làm hồ sơ kỹ hơn. Kỹ ở thế nào? Thứ nhất, chứng minh hoặc là giấy tờ của anh chị cung cấp phải rõ đầy đủ vô gốc, hay là rõ đầy đủ vô gốc đấy. Cái thứ hai, khi các anh chị cung cấp thì các anh chị phải kiếm cho tôi một cái số điện thoại nó đẹp một chút. Đẹp một chút ở chỗ là gì? Chưa từng vay tiền, chưa từng bị vay tiền mà nợ xấu ở cái sim đó, nghĩa là sim nó là sim sạch, chưa từng vay tiền. Cái thứ ba là cái số tham chiếu mà các anh chị gửi, nghĩa là thường các công ty tài chính lấy hai hoặc là ba số tham chiếu, 4 đến 5 số tham chiếu người thân ấy, các anh chị cung cấp
Thì tôi lưu ý anh chị như này, các anh chị cung cấp thường các anh chị cung cấp một cách ngẫu nhiên là anh chị em bạn bè, tôi nói luôn anh chị em bạn bè nhé, các anh chị cung cấp vào xong ấy, lúc mà gọi thẩm định người ta đâu có để ý mà nghe, người ta thấy máy lặng người ta nghe, thậm chí là người ta còn tắt nguồn hoặc là người ta không hỗ trợ các anh chị. Vậy thì các anh chị đi tìm cho tôi 1 đến 2 3 người có thể giả làm, tôi nói gọi luôn này, giả làm cha làm mẹ, hoặc là tìm anh chị em nào mà có cái năng lực trả lời điện thoại cho nó tốt, còn không thì anh chị tự mua cho tôi một cái sim, mua một cái sim tự đóng vai là bố luôn, rồi mua một cái sim cho cái bạn nhân viên hoặc là ai đấy đóng vai là mẹ luôn, làm số tham chiếu. Mục đích ở đây là để vay được tiền, nhưng tôi nói với anh chị đây là cái cách để bùa hồ sơ và luồn lách, để trả lời cho nó ngon ngọt, để người ta để trả lời theo yêu cầu luôn, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mà các anh chị mà dùng cách này mà để đi vay tiền xong không trả chiếm đoạt, tôi không chịu trách nhiệm nhé. Đây là tôi chỉ bày cho những anh chị nào mà đang rất cần tiền nhưng mà sợ bị hồ sơ rớt. Và các anh chị lưu ý cho tôi là các anh chị phải chủ động gọi về cho những người đó xin phép, bố mẹ anh chị em là con có vay chuẩn bị đang làm một khoản vay, để bố mẹ mai mốt lỡ vay gọi thì hỗ trợ cho con. Nhưng thực tế các anh chị cung cấp số khác và các anh chị tự nghe luôn. Nghe người ta sẽ hỏi là gì? Thứ nhất hỏi về cái gì? Họ tên ngày tháng năm sinh đơn giản, rồi hỏi về công việc. Quan trọng bây giờ các anh chị phải chứng minh công việc, ghi công việc là gì. Thường những anh chị đi làm công việc 4 đến 5 triệu, các anh chị cứ ghi đơn thuần là 4 5 triệu, nhưng các anh chị đâu có biết được. Khi tính về cái dư nợ nhé, các anh chị vay một khoản tiền 50 triệu mà các anh chị chỉ có lương 4 đến 5 triệu, không bao giờ đậu hồ sơ. Bởi vì 50 triệu một tháng đã trả 3 triệu rồi, còn 2 triệu không đủ chi tiêu, người ta không cho vay. Thì các anh chị phải kiếm được đâu một công việc khác, tôi ví dụ là Grab. Vậy thì các bạn nhân viên làm hồ sơ sẽ inbox vào giữa là khách chạy thêm Grab vào ban đêm, đi mượn lấy cái áo Grab, chụp vô, chụp cái hình vô, nó lên trên hệ thống để chứng minh rằng mình chạy Grab. Vậy thì Grab 10 triệu, lương 5 triệu là 15 triệu, người ta sẽ đánh giá rất cao với việc đấy. Rồi, thêm một cái việc nữa, thường những bạn mà bị nợ xấu thì người ta sẽ xuống nhà. Xuống nhà thì tôi nói luôn này, mình đã nợ xấu rồi, cố gắng bồi dưỡng cho anh em một ít tiền nước, tiền xe thôi, 50-100 gì đấy, hoặc là một chai Coca, Pepsi gì, tạo cái thiện chí để cho anh em có cái lòng tin, để mình thể hiện được cái thái độ trả nợ của mình ngay đầu tiên. Chứ còn bây giờ ngay đầu tiên các anh chị đi vay tiền mà cần người ta mà cái mặt các anh chị kinh khỉnh hỏi không muốn trả lời thì không ai cho vay đâu ạ. Tôi nói luôn vào cái thời điểm đấy các anh chị cần tiền thì nặng lãi đến mấy, các anh chị cũng vay, tôi nói thẳng luôn. Nên là hôm nay tôi nói với anh chị, các anh chị vay đâu tôi không biết, nhưng mà cứ làm theo cái công thức của tôi. Đúng ra tôi còn phải chia sẻ các anh chị một cái bài thật là dài nữa, nhưng mà cái việc này nó chỉ ngang đây, không cần thiết, chỉ ngang đây. Tôi muốn anh chị hiểu được rằng khi các anh chị chứng minh được năng lực của mình tốt, trả nợ tốt thì người ta sẽ cho vay. Và câu hỏi của người ta thường sẽ xoáy vào xem là khách hàng có khả năng trả nợ không, có thái độ trả nợ hay không, có ý thức trả nợ hay không. Người ta đang đi tìm kiếm cái người vay tiền rồi trả tiền đó là. Chứ còn các anh chị không chứng minh được cái đó thì mất, thì đứt. Đấy, thì hôm nay có thể là tôi sẽ nói một chút như thế, và tôi sẽ dành một cái video nào đó nó căng ngon lành hơn, đúng không ạ? Có thể là thời điểm trước năm 2020, sau Tết, đúng rồi, sau Tết âm lịch, tôi sẽ làm cái việc đấy ha. Đấy, rồi, thế thì video này tôi chốt lại những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất, nợ xấu không xóa được. Cái thứ hai, sau khi các anh chị mà anh chị muốn vay, các anh chị phải đi trả hết tiền, sau đấy là điều chỉnh lại. Tuy nhiên là phải kiểm tra CIG. Thì nếu mà anh chị nào mà muốn mà nhờ bên tôi kiểm tra CIG thì tôi nói thẳng luôn nào, nói thẳng luôn cho này cho nhanh này. Các anh chị chuyển tiền vào tài khoản tôi 200.000, nội dung ghi chữ C I C và số điện thoại, hoặc là số điện thoại và CIC. Còn không thì chuyển tiền vào, chủ động gọi cho bên tôi qua số 0833 014 014. Đấy, rất là đơn giản. Video này tôi làm như vậy thôi. Có mấy chủ đề, thứ nhất là phân tích cho anh chị hiểu và cách thức để đi vay tiền. Và anh chị nhớ là đừng có đi bỏ tiền cho những cái thằng dịch vụ vớ vẩn trên mạng, không có đâu nhá, bọn nó lừa đảo thôi. Còn bây giờ muốn trả tiền thì phải muốn vay tiền thì phải trả hết tiền thì tự nhiên người ta cho mình vay thôi. Rồi, cảm ơn anh chị, chúc anh chị sức khỏe và hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.